nghe quan tính ETH mỗi lượng ghép 2 USD con này ngày 5 tháng 5 năm 2020 hết hạn vào ngày 16 tháng mấy đấy. Con này thì mình chưa có biết nghe quan, thì mình thấy có rất là nhiều kênh luôn. Đầu tiên các bạn join vào 3 kênh Telegram group nữa nè, rồi để tham gia anh chị này góp các bạn link mô tả mình, các bạn bấm nút ta để check tiếp bot link chúng ta nó ra nhiều diện gì. Các bạn join vào 3 kênh Telegram đó nè, Facebook thì các bạn follow 2 kênh Facebook đó các bạn, còn Twitter thì bạn follow và Twitter đó. Cái này tính ra chỉ có là có 3 nhiệm vụ chứ nhiêu. Rồi các bạn bấm nhà nút submit đi tên các bạn, rồi nó kêu mình gửi là cái đường link profile link ưu là Facebook cho cá nhân của mình nè. Rồi bạn gửi nó các bạn, các bạn vào rồi các bạn liền username theo word, các bạn vào setting username theo word các bạn cộng anh win vnnh9 a cộng win vnnh24680 các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn liên địa chỉ với IC20 wallet, chí trúc wallet, MetaMask, Intocan. Rồi các bạn copy nha bác, các bạn chờ mình chút nữa bác. Kèo này là mình đánh giá là kèo ngon đó, kèo ngon và uy tín luôn, nó có nhiều kênh lắm các bạn. Ở thanh toán mình không biết nó mau hay lâu thôi. Mình gửi không? Rồi vậy bây giờ mình kết thúc nha bạn. Ơi nó hơi gửi một chữ gấp trai mà 5-8-3 mở khóa các bạn. 5-8-3 dạ dạ. Rồi mình đã nhận được 5S mọi lượt ghép 2S mọi lượt cần bóng bấm vào Balenci. Mọi thứ mắc không hiểu các bạn gửi lại là comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.